nó hơi giống là mấy năm trước trước cách này gần tháng mấy ngày cái ông lên mấy ngày cái ông lên 10.000 mấy ngày ông lên 10.000 20.000 ô lên liên tục luôn mà lương thịt thì lại giảm giá phải không? Nó bị sụt lại phải không? Lương thịt là vậy mà thức ăn thì mỗi ngày cứ mỗi lên mấy bữa đâu rồi mấy ông cứ điện lại là thức ăn lên là bao 5-7.000, 5-10.000 đó. Bà con cô bác có người ta lại chia thức ăn người ta không tin, không muốn thức ăn mình đó, người ta nói cái gì mà công ty không có lên thì mày bán mày lên hoài vậy. Đâu phải đâu, công ty người ta lên mình lên chứ ai mà làm ăn vậy. Vì gì cũng có bán con giống cho cô bác anh em, sau đó cũng có thuốc men thức ăn đồ, mình cũng mua ở nhà xài, anh em thấy vậy đó rồi mua theo mình luôn, xài theo luôn. Nếu mình mua về mình giữ cho dạ, mình và mình chia sẻ lại cho anh em là tất nhiên anh em bắt giống đó rồi thấy vậy rồi mình cho thứ nào cái mỏng cứ cũng cho mình luôn, theo mình luôn. Có những anh em ở xa đó thì nói câu thôi giờ ra chợ đó, thức ăn đó ngoài chợ có bán thì mua ở đại đó đi chi tới đây xa. Cái tình hình nương giống năm nay sao em? Con giống năm nay giá nới hơn năm rồi. Năm nay bớt sốt rồi phải không? Giá bình năm rồi là... cái giá lương thịt mắc quá nên con giống nó lên hơi cao. Năm nay thì con thịt giá này thì con giống phải bớt lại chứ không bớt ai đâu mà cô bác anh em nào dám nuôi. Cái lương bây giờ là lương giống khoảng 1.600 con này, nó một ký đó nó giá bao nhiêu em? Thường thường ở đây 1.000-1.200. Thì một con 5.000-6.000. Ở thời điểm này mình có giống chưa? Có không về dâu cũng tới 100.000. Đây là khu này là lương bột của mình đây hả? Xuất bán được đâu. Còn hơi ngọt. Cái này sẽ cỡ mười mấy ngày nữa mà có vừa. Đó là lúa hả? Cái này chưa bán được đâu. Chưa, nhưng mà mới mấy tháng nè. Đối với lương là thực nhất là cái khâu hai nước đúng không? Đó nó là vậy đó, cái thức ăn nó ăn rất ít mà bốn hòn là ví dụ nó ăn thì ký ngoài thức ăn là dữ. Thức ăn nó khô nó cũng đâu có nặng đâu, nó hơi mụn lộn chứ nó nhẹ dữ. Chia sẻ về cái kỹ thuật mà mình thay nước cho lương có thay giống như là mình xả bớt một phần cứ bơm nước là thẳng vào rồi mình cho nó ra sạch hết rồi thức ăn rồi bạn dơ nó thường thì vệ sinh trước khi mình thay gì đó là phải chùi luôn chùi rửa kết hợp vừa thay vừa chùi luôn chùi thì ít thôi mới là chùi một lần chứ đâu phải ngày nào phải không? Còn nhỏ là mỗi ngày mỗi chùi hay hoặc là thay nước tử nào chùi cũng được hết còn nhỏ thì con lương nó còn nhỏ là nó rất trẻ mình động tác không có gì hết. Trong quá trình thay nước thì mình phải
có những cái động tác gì thêm nữa không? À, thì chỗ cái ống nước xả đó mình dạt lên cho nó thức ăn nó chảy ra xuống thức ăn ra luôn. Phân về thức ăn từ loại đó. Giá thể là mình sao? Giá thể mình có mình thay lưới. Lưới hả? Lưới rồi nắng lớn lên là mình sẽ đánh một lưới cây. Lâu lâu mình đem lưới cứu đường thôi xử lý không? Không. Dạ. 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 Lương này là bao nhiêu tháng này? 6 tháng rồi. Đó, nói về xe máy à? Thì từ 10 con, mười mấy con tí gì à. Đó này nuôi về lớn chắc nó lớn nhanh hơn phải không? Nuôi về đó, tốc độ phát triển nhanh là ở thời điểm mấy tháng? Rồi, thời điểm 6 tháng cho lên. 6 tháng là lên. Dạ. 6 tháng mà muốn là khoảng mười mấy con ký nữa lên về 4 con ký là khoảng mấy tháng? 3 tháng không? 9, 10 tháng. Ba tháng sau là nó có rồi. Ở đây là coi như mình nuôi luôn là liên tục phải không? Lứa nào cũng có phải không? Lứa nào cũng có hết. Cái này chút nữa thay nước phải không? Ấp này là ấp Trà Co phải không? Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mọi người có nhu cầu lương giống cũng như các sản phẩm phục vụ thức ăn hay là thuốc cho lương phải không? Cho lương. Có thể liên hệ số điện thoại số mấy ạ? 0916 033 139. Rồi, ok.